Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Samsung tạm thời rời sản xuất điện thoại thông minh từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Tập đoàn công nghệ Samsung đã tạm ngưng hoạt động tại Gumi, nhà máy sản xuất điện thoại Samsung ở Hàn Quốc, sau khi một công nhân tại đó xét nghiệm dương tính với virus viêm phổi cấp chủng mới virus corona gây ra. Và công ty Samsung Electronics hôm 6 tháng 3 năm 2020 tuyên bố sẽ tạm thời rời khâu sản xuất điện thoại thông minh từ Hàn Quốc sang Việt Nam sau khi có thêm một công nhân Hàn Quốc xét nghiệm dương tính. Điều này đã buộc lãnh đạo công ty phải đóng cửa nhà máy này. Đây là hình ảnh nhà máy sản xuất của Samsung tại Thái Nguyên, Việt Nam. Một người phát ngôn của Samsung loan báo tập đoàn này đã tạm ngưng các hoạt động ở nhà máy của Samsung tại thành phố Gumi ở miền Nam của Hàn Quốc. Từ cuối tháng 2 vừa rồi, tất cả có 6 công nhân làm việc tại Gumi xét nghiệm dương tính với virus corona. Nhà máy Gumi chủ yếu sản xuất các thiết bị cầm tay cao cấp dành cho thị trường của Hàn Quốc, nhưng cũng bao gồm các loại điện thoại màn hình gập như Galaxy Z Flip và Galaxy Fold. Nhà máy này nằm gần thành phố Daegu, trung tâm dịch của corona tại Hàn Quốc hiện nay. Quyết định rời việc sản xuất một số điện thoại thông minh hàng đầu của Samsung từ Hàn Quốc sang Việt Nam nhằm mục đích cung cấp các sản phẩm cho giới tiêu thụ một cách hiệu quả hơn, ổn định hơn và đúng thời điểm hơn. Reuters đã trích lời tuyên bố của Samsung công bố trên truyền thông quốc tế như vậy. Và vẫn theo tuyên bố này được trích dẫn như sau: một khi tình hình dịch virus corona ổn định trở lại, chúng tôi dự định sẽ đưa sản xuất trở lại Gumi. Và trên thực tế, nhà máy Gumi tại Hàn Quốc chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong lượng sản phẩm toàn cầu của tập đoàn Samsung. Đây là hình ảnh loại điện thoại Samsung Galaxy S20 chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 6 tháng 3 năm 2020. Samsung đã rời phần lớn các cơ sở sản xuất điện thoại thông minh của công ty sang Việt Nam từ suốt thập kỷ qua. Việt Nam là nơi sản xuất tới 50% các sản phẩm của Samsung và cho đến nay tiến trình sản xuất không mấy bị gián đoạn. Nhà máy Gumi trên thực tế chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong sản lượng của toàn công ty mà thôi. Vừa qua, Samsung đã tung ra thị trường toàn cầu chiếc điện thoại thông minh S20. Theo lịch trình, giữa lúc đang có lo ngại về nhu cầu điện thoại thông minh sẽ suy yếu trên thị trường nội địa lẫn nước ngoài. Dòng Samsung Galaxy S20 là dòng điện thoại flagship tích hợp dẫn 5G đầu tiên của Samsung với công nghệ 5K và camera tiên tiến nhất. Đây là dòng sản phẩm viễn thông của tương lai. Dòng Galaxy S20 đã sở hữu một thiết kế camera hoàn toàn mới với sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo cùng cảm biến ảnh lớn nhất từ trước đến nay của Samsung, và qua đó mang đến cho người dùng một chất lượng hình ảnh khá tốt. Nhưng điều này hiện nay đang bị cản trở doanh số bán ra vì dịch cúm virus corona đang diễn ra trên toàn cầu và ngay cả tại Hàn Quốc và Việt Nam. Và Samsung Electronics đã có 9 nhà máy sản xuất điện thoại di động trên toàn cầu, như ở Hàn Quốc, Indonesia và Ấn Độ mỗi nước có 1 nhà máy, Trung Quốc, Brazil và Việt Nam mỗi nước có 2 nhà máy. Đây là hình ảnh toàn cảnh nhà máy Samsung ở Bắc Ninh, Việt Nam. 2 nhà máy ở Việt Nam là SEV Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2009 với tổng vốn đầu tư hiện nay là 2,5 tỷ đô la. SEVT của Thái Nguyên thành lập 2013, vốn đầu tư là 5 tỷ đô la. Hiện nay, đây là 2 nhà máy sản xuất linh kiện và lắp ráp điện thoại di động lớn nhất và hiện đại nhất của Samsung Electronics trên toàn cầu. Samsung Bắc Ninh hiện có khoảng 40.000 lao động. Samsung Thái Nguyên có 70.000 lao động. 2 nhà máy này chiếm hơn 30% nhân lực của Samsung Electronics toàn cầu và cung cấp tới 50% tổng số lượng điện thoại Samsung bán ra trên toàn cầu. Khoảng 70% công suất của cả 2 nhà máy là dành cho sản xuất linh kiện, điện thoại di động, phục vụ lắp ráp trong nước cũng như xuất khẩu sang các nhà máy khác của Samsung. Và trong một diễn biến mới nhất, vào ngày 2 tháng 3 năm 2020, Samsung Việt Nam chính thức công bố về việc bắt đầu xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển mới với quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại khu vực đô thị Tây Hồ Tây, thủ đô Hà Nội. Đây là hình ảnh sáng ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại thủ đô Seoul. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Hàn Quốc, Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lê Trung Yu. Và việc xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển mới đã được triển khai nhanh chóng sau hai cuộc họp quan trọng giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lê Trung Yu vào năm 2018 tại Hà Nội và năm 2019 tại Seoul. Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới của Samsung Việt Nam có quy mô đầu tư khoảng 220 triệu đô la, với tổng diện tích xây dựng là 11.603 m2 và diện tích sàn là 79.511 m2. Tòa nhà được thiết kế với 16 tầng, nổi 3 tầng hầm và dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2022. Ngoài cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ các nghiên cứu trong lĩnh vực di động và hệ thống mạng, Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới của Samsung Việt Nam còn mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện với các tiện ích như phòng tập thể thao, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhà ăn nội bộ và sân vườn trên cao. Dự kiến khi đi vào hoạt động, Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới của Samsung Việt Nam sẽ tăng quy mô nhân lực từ 2.200 lên tới 3.000 người. Trung tâm này là tòa nhà đầu tiên được Samsung Điện tử xây dựng ở nước ngoài nhằm mục đích phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển của tập đoàn. Và đây cũng là trung tâm nghiên cứu phát triển được xây dựng với quy mô lớn nhất trong số các trung tâm của khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và việc xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển mới là một bước tiến vượt bậc trong hành trình đầu tư 12 năm qua của Samsung tại Việt Nam. Thông qua dự án này, Việt Nam sẽ không chỉ là điểm đến sản xuất lớn nhất của Samsung mà còn là trung tâm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của tập đoàn trong tương lai. Đây là hình ảnh bản vẽ trung tâm nghiên cứu mới của Samsung được đặt tại khu vực Tây của Hồ Tây, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Thông qua việc xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển hiện đại, Samsung mong muốn nhân lực, năng lực nghiên cứu và kỹ thuật của Việt Nam sẽ được nâng tầm. Không chỉ trong lĩnh vực phát triển sản phẩm mà còn ở các lĩnh vực nghiên cứu đang là xu hướng của thế giới như trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối hoặc dữ liệu lớn, mạng 5G, tạo tiền đề để Việt Nam có thể đi trước đón đầu với những thay đổi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà cả thế giới đang đi theo. Ông Choi Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết thêm như sau. Việc triển khai xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển mới là một dấu mốc chiến lược trong lịch sử đầu tư của Samsung tại Việt Nam. Đây cũng là nơi chúng tôi thực hiện hóa cam kết đóng góp vào sự phát triển về nền khoa học, kỹ thuật của Việt Nam thông qua việc đào tạo và nuôi dưỡng nguồn nhân lực tài năng trong lĩnh vực công nghệ cao. Hiện nay, tổng số vốn đầu tư của tập đoàn Samsung vào Việt Nam là hơn 17 tỷ đô la. Trong đó, Samsung Điện tử đã chiếm 9,5 tỷ đô la với sự hiện diện đầu tiên là nhà máy sản xuất điện thoại tại tỉnh Bắc Ninh vào năm 2008. Tiếp theo đó là nhà máy sản xuất điện thoại thứ hai tại tỉnh Thái Nguyên, khu tổ hợp sản xuất hàng gia dụng và TV tại thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm nghiên cứu và phát triển tại nội thành Hà Nội. Và qua những thông tin này thì chính phủ Việt Nam đã đánh giá cao các nhà đầu tư Hàn Quốc nói chung và đặc biệt là tập đoàn Samsung trong nhiều năm qua luôn duy trì vị trí đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Đây là hình ảnh chiều ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Choi Jong-ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã khẳng định ủng hộ tập đoàn và tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm điện tử mà còn mở rộng năng lực phát triển công nghệ và tiếp tục nghiên cứu chế tạo các sản phẩm công nghệ thế hệ mới phù hợp với xu thế phát triển cũng như yêu cầu đặt ra trong cách mạng công nghệ thông tin 4.0 hiện nay. Hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai chính phủ điện tử mà Samsung có kinh nghiệm. Việc tập đoàn Samsung ngày càng chú trọng trong việc đầu tư sản xuất và nghiên cứu chế tạo tại Việt Nam là bằng chứng tiêu biểu cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển khá tốt đẹp. Hàn Quốc hiện nay là nơi sống, học tập và lao động của gần 150.000 người Việt Nam. Trong đó, hàng chục nghìn người coi Hàn Quốc là quê hương thứ hai của mình. Việt Nam cũng trở thành điểm đến đời đầu tư, kinh doanh, học tập và sinh sống của hơn 150.000 người Hàn Quốc. Và Hàn Quốc hiện nay là đối tác đầu tư lớn nhất, đối tác hợp tác phát triển song phương và du lịch lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Hy vọng rằng Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục là những đối tác quan trọng về hợp tác kinh tế và phát triển, góp phần giảm lệ thuộc của Việt Nam và Trung Quốc. Đa dạng hóa quan hệ với đối ngoại và quan hệ hợp tác với Việt Nam sẽ được học hỏi tinh thần dân chủ, tự do của Đại Hàn Dân Quốc. Và việc tập đoàn Samsung tạm thời rời sản xuất điện thoại thông minh sang Việt Nam, mặc dù được quyết định trong tình hình dịch virus corona lan nhanh tại Hàn Quốc, nhưng cũng góp phần khẳng định mạnh mẽ cam kết của Samsung tại đất nước Đông Nam Á này. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ được tiếp xúc nhiều hơn nữa với những giá trị dân chủ và tự do được các nước văn minh đem đến. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại.